Năm 2014 đã đi qua được nửa chặng đường. Với tập thể cán bộ nhân viên và ban lãnh đạo tập đoàn FLC, thời gian nửa chặng đường ấy với 24 giờ một ngày là không đủ. Không đủ cho những kế hoạch đang được triển khai, những dự án đang ngày đêm thi công. Từng giây, từng phút đối với chúng tôi đều là sự nỗ lực. Nỗ lực bởi cái đích năm 2014 đang ở trước mắt. Và đó không chỉ là mục tiêu hoàn thành lời hứa, mà còn là mong muốn làm tốt hơn những gì mà cổ đông mong đợi. Không chỉ có niềm tin và sự nỗ lực, thành công của năm 2014 sẽ đến với FLC bằng chính quy mô và năng lực tài chính của tập đoàn. Với tổng vốn điều lệ hiện tại lên tới 1.543,6 tỷ đồng và dự kiến sẽ tăng lên mức gần 4.550 tỷ đồng trong thời gian tới đây, FLC có nguồn lực vốn chủ sở hữu đủ mạnh để có thể triển khai các dự án hàng nghìn tỷ đồng. Không chỉ có nhà đầu tư trong nước, nhiều tổ chức, quỹ đầu tư tài chính nước ngoài cũng đang rất quan tâm đến cổ phiếu của FLC. Mới đây, giữa tháng 2 năm 2014, Global Emerging Markets, quỹ đầu tư tài chính được thành lập từ năm 1991, có trụ sở chính tại New York, Hoa Kỳ, với quy mô 3,4 tỷ đô la Mỹ, cũng đã chốt phương án mua cổ phần của FLC. Với năng lực tài chính vững chắc, tập đoàn FLC hoàn toàn tự tin có đủ năng lực để triển khai các dự án có tổng mức đầu tư lớn lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng mà tập đoàn đang và sẽ triển khai. Niềm tin về sự thành công của năm 2014 không chỉ từ nền tảng tài chính mà còn nằm ở quỹ đất mà FLC đang sở hữu. Trong những năm qua, khi thị trường còn gặp nhiều khó khăn, nhìn thấy trước mắt những tiềm năng của thị trường, FLC đã âm thầm tích lũy và trở thành chủ sở hữu của rất nhiều dự án có quy mô lớn. Hiện tại, FLC là một trong những gương mặt được nhắc đến nhiều nhất trên thị trường bất động sản khi trở thành chủ đầu tư của hơn 1.500 ha đất với tổng giá trị hàng chục nghìn tỷ đồng. Có thể kể đến một số dự án, FLC Garden City rộng 8 ha tại Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội với tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng. Khu công nghiệp Tam Dương 2 Vĩnh Phúc với diện tích gần 400 ha, tổng mức đầu tư gần 2.310 tỷ đồng. Khu công nghiệp Hòn La 2 Quảng Bình với tổng mức đầu tư 1.600 tỷ đồng trên diện tích 177,1 ha. Khu Sun Gold Resort khách sạn 5 sao vui chơi giải trí cao cấp Hồ Cẩm Quỳ. Dự án khu quần thể văn hóa du lịch đảo Cồn Nổi với diện tích 150 ha, tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng. Các khu đất này đều nằm ở những vị trí rất đắc địa và hứa hẹn rất nhiều tiềm năng để phát triển. Đây là cái tiền đề rất quan trọng để tập đoàn thực hiện thành công những nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2014, cũng như là tiền đề để thực hiện cái chiến lược phát triển lâu dài của tập đoàn trong những năm tiếp theo. Trong đó có rất nhiều dự án đã hoàn thành các thủ tục để có thể triển khai thi công trong một vài tháng tới đây. Nhận định thị trường bất động sản có nhiều khởi sắc, niềm tin của người mua đang dần trở lại, FLC đã và đang tích cực triển khai những dự án khả thi, hứa hẹn sẽ mang lại doanh thu và lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng trong những năm tiếp theo. Đặc biệt, đầu tháng 5 năm 2014, FLC đã khởi công dự án Sun Gold và khu nghỉ dưỡng quốc tế FLC Sầm Sơn Gold Links tại Thanh Hóa. Một điểm nhấn của quần thể Sun Gold Resort, khách sạn lớn nhất giải đất miền Trung, với diện tích trên 450 ha, tổng mức đầu tư gần 5.500 tỷ đồng. Đây là dự án Sun Gold 18 lỗ dạng Links có chiều dài ven biển dài nhất Việt Nam hiện nay, với hệ thống cây xanh, thảm cỏ, hồ nước, câu lạc bộ, khách sạn, biệt thự cao cấp. Giao thoa với bên kia là hạ lưu sông Mã, được thiết kế bởi Nick Laus Design, một công ty đã thiết kế những sân golf hàng đầu thế giới. Gần đây nhất, FLC đã trở thành chủ đầu tư của dự án FLC Complex, tòa nhà phức hợp trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp 38 tầng tại 36 Phạm Hùng, Hà Nội, với tổng diện tích lên đến 5.000 m². Dự kiến, FLC sẽ khởi công dự án mới này ngay trong quý 3 năm 2014.
hai dự án FLC Garden City rộng 8 ha tại Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội và dự án khu nhà hỗn hợp Nam thành phố Thanh Hóa với diện tích 2 ha cũng lần lượt được triển khai trong năm 2014. FLC cũng tự tin vào thành công của năm 2014 khi tập đoàn được thừa kế những thành tựu đã đạt được trong năm 2013. Đó là kết quả doanh thu ấn tượng, đạt 1.804 tỷ đồng, tăng tới 115,5% so với năm 2012. Lợi nhuận trước thuế đạt 137,049 tỷ đồng, tăng 350% so với năm 2012. Chỉ riêng trong quý 1 năm 2014, FLC đã đạt 360 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, lợi nhuận hợp nhất đạt 43,8 tỷ đồng. Đây là mức tăng trưởng gấp 27 lần so với cùng kỳ quý 1 năm 2013. Quý 2 năm 2014, FLC ước tính đạt 100 tỷ đồng lợi nhuận hợp nhất, gấp 2 lần lợi nhuận hợp nhất quý 1 năm 2014. Như vậy, so với mục tiêu 350 tỷ đồng lợi nhuận cả năm 2014, FLC đã đạt được gần một nửa mục tiêu đã đề ra. Năm 2013, FLC đã tái cấu trúc lại hoạt động sản xuất kinh doanh, mạnh dạn thoái vốn ở những lĩnh vực kinh doanh chưa hiệu quả, chủ động mở rộng sang nhiều lĩnh vực, ngành nghề có tiềm năng như xuất khẩu lao động, đào tạo nghề. Chỉ trong một thời gian ngắn triển khai hoạt động, FLC đã nhanh chóng khẳng định vị trí là một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực xuất khẩu lao động và đào tạo nghề ở Việt Nam. Năm 2013, tập đoàn đã phái cử thành công hàng trăm lao động đi các thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Malaysia, Nga và các nước Trung Đông, mang lại doanh thu hàng chục tỷ đồng. Hiện tại, FLC đã ký hợp đồng cung ứng nhân lực dài hạn với các nghiệp đoàn có quy mô lớn ở các thị trường cao cấp như Nhật Bản, Đài Loan và các nước châu Âu. Với đà đó, năm 2014 hứa hẹn là năm đột phá của FLC trong lĩnh vực này. Mục tiêu của FLC là hướng tới thị phần cung ứng lao động chất lượng cao, có kỹ năng, tay nghề được đào tạo bài bản. Và đây cũng chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt của chúng tôi. Với sự tin tưởng của khách hàng trong nước cũng như là đối tác nước ngoài, đặc biệt là đối với thị trường Nhật Bản vốn được xem là thị trường khắt khe, khó tính, thì chúng tôi cũng đã đạt được họ đánh giá cao và đạt được những hợp đồng cung ứng dài hạn. Năm 2013, trường cao đẳng nghề FLC đã tuyển sinh được hàng ngàn lượt học viên cho các hệ đào tạo chính quy, ngắn hạn và hợp tác đào tạo quốc tế. Việc trường trở thành đối tác duy nhất tại Việt Nam của Hiệp hội Hỗ trợ Đào tạo nghề BFW của Đức đã tạo nên tiếng vang lớn trong việc đào tạo và cung ứng nhân lực quốc tế. Một nền tảng cho niềm tin 2014 đầy khả quan của FLC là bản lĩnh điều hành và năng lực dự báo của ban lãnh đạo tập đoàn. Trải qua những năm kinh tế gặp nhiều khó khăn, ban lãnh đạo FLC đã làm tốt công tác dự báo diễn biến thị trường, xác định kịp thời các hướng đi, thử nghiệm nhiều hình thức kinh doanh, hợp tác để đảm bảo hiệu quả hoạt động. Bản lĩnh và kinh nghiệm của những người lãnh đạo có vai trò tối quan trọng trong bối cảnh cơ hội lớn và thách thức lớn đang cùng đan xen không chỉ trong năm 2014 mà còn ở những năm tiếp theo. Việc quyết liệt đổi mới hình ảnh nhận diện thương hiệu của FLC trong năm 2013 cũng cho thấy tư duy quản trị nhạy bén của ban lãnh đạo tập đoàn, vừa bắt kịp nhịp đập mới của thị trường, vừa giữ nguyên chất của một FLC nhiệt huyết và đầy sức sống. Trong nhận diện thương hiệu mới, bên cạnh slogan vững niềm tin, bền ý chí được lấy làm kim chỉ nam hoạt động, biểu tượng bộ gen ADN khởi nguồn của sự sống và sự kết nối cũng đã được lựa chọn làm hình ảnh tượng trưng cho tinh thần, nhiệt huyết và năng lực tràn đầy của FLC. Niềm tin cho năm 2014 không chỉ đến từ nội lực của FLC mà còn có sự cộng hưởng từ bối cảnh thị trường chung với nhiều tín hiệu khả quan. Với nỗ lực hết mình trong mọi hoàn cảnh, với sự ủng hộ của cổ đông và đối tác, khách hàng, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng FLC sẽ hoàn thành những mục tiêu đã đặt ra cho năm 2014. Quyết định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của FLC, cái vấn đề thứ nhất tôi muốn đề cập vào đây, đấy là FLC đã xây dựng được một kế hoạch kinh doanh chiến lược trong dài hạn và chi tiết trong ngắn hạn. Vấn đề thứ hai là hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc làm tốt cái công tác dự báo diễn biến thị trường, đồng thời đưa ra được những cái quyết định kịp thời để thích nghi, ứng phó trong cái từng điều kiện thay đổi của thị trường. Đấy là cái sự quyết tâm, quyết liệt, đoàn kết, thống nhất trong mọi hoạt động điều hành, hoạt động kinh doanh của FLC. Cái vấn đề thứ tư là FLC xây dựng được cho mình một cái đội ngũ
nhân sự chất lượng ngày càng cao, đáp ứng được yêu cầu của công việc. Và một yếu tố cuối cùng không thể thiếu được, đấy là FLC luôn có được cái sự ủng hộ, đồng hành, tin tưởng từ phía cổ đông, nhà đầu tư và đối tác. Một chính khách nổi tiếng người Mỹ gần đây từng nói, thành công chỉ đến khi bạn làm việc tận tâm và luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp. Những thành công mà FLC đạt được trong năm 2013, 2014 và những năm tiếp theo cũng có thể xem là sự đâm hoa kết trái từ một quá trình như thế. Quá trình không ngừng nỗ lực, tự hoàn thiện và hướng tới những mục tiêu tốt đẹp.